Anh chào, em chào anh em nha anh em. Em mới về được mớ phụ tùng nè, anh em coi có nhu cầu thì mình ủng hộ em nha. Nhu cầu phụ tùng hàng Thái mới nha anh em. Thì nói chung hàng Thái mới ở nhà em nó cũng có kha khá mặt hàng, chứ nó không có gọi là đầy đủ, nhưng mà nó cũng kha khá đó. Thì anh em mình có nhu cầu thì mình cứ liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 0865 890 158. Em là Ngậu, em ở An Giang. Rồi bữa nay em báo với anh em cập nhật cho anh em là câm niền trùng mã, có niền thắng đùm thắng đĩa, phục trước ý phục sau quay thái 110, và cái này cũng hàng hot đó nè. Thì em xin mới về hàng này thì đó giờ cũng mới bán hàng này thì em vô cho anh em. Hàng này lúc trước em bán nhiều dữ lắm nhưng mà sau này nó không có. Anh em thấy cái cổ bô này không? Cái cổ bô này là cái cổ bô được cắt ra từ cây bô quay thái 110 hàng zin chính hãng không ra Thái Lan. Thì em sẽ phân tích cho anh em nghe tại sao người ta cắt cái cổ người ta bán. Cái thứ nhất á, em không biết ở chỗ anh em sao, nhưng mà ở tỉnh An Giang của em nó nổi cộm lên cái vấn đề như vậy nè. Cái cây bô quay thái 110 hàng zin chính hãng không ra Thái Lan. Thí dụ như cái cây bô này người ta cắt ra từ cây bô, rồi cái chữ K này từ người ta cắt ra từ cây bô 2000 nè. Em ví dụ cây bô 2000 nó có giá là 1,4 triệu. Em ví dụ nơi em đang bán chữ K nè. Đó cái miếng lồng đền nẹp lên cái cổ bô. Bô này là bô mới 100% nha anh em, bô 2543. Bô quay thái 110 hàng zin chính hãng không ra Thái Lan, hàng mới. Thì người ta cắt cái cổ như vậy nè, người ta sẽ bán dưới giá là cái cổ này không nè. Nói chung á, đa phần là bô theo xe nó rớt cổ là nhiều, ít cây nào còn cổ lắm. Người ta sẽ bán cho những anh em vô cái xe, những cây bô nó mất cổ, người ta cần một cái cổ bô zin 110, người ta vô cho nó chuẩn thì người ta mua cái này, người ta chấp nhận bỏ ra 600.000 người ta mua đó. Còn cái phần thân bô phần dưới người ta bán tầm 800-900, bán rất là lẹ, cho nên người ta hay làm cái chuyện này. Nói thẳng với anh em là vậy luôn, em ở đây em cũng không có che giấu, nhưng mà em không có cắt, em không có rảnh đâu, đi bán bô đi cắt làm biến lắm, không có thời gian đó. Cái này là người ta bán số lượng nhiều, người ta làm kinh tế, người ta tính toán. Còn ở đây em mua được, em bán một cây cổ em kiếm 5-70, uống cà phê là được rồi. Thì nói chung á, tùy theo anh em lấy giá mấy. Ở đây em bán cây cổ bô 2543. Cổ bô này là cổ bô quay thái 110 hàng zin chính hãng không ra Thái Lan, cắt ra bô mới chưa có chạy nữa nè, chưa có đóng khối nữa mà nè, chưa có dấu đóng khối một miếng nữa mà, cổ bô mới mà anh em đó. Rồi một cái gì 500, anh em xài thì alo. Đây có được có 4 cái, để coi sắp tới có không có thì em lấy về bán cho anh em, chứ còn không biết có không nha. Đây không có hứa nha anh em. Thì em nói cho anh em luôn, cái cổ này vô cái bô quay thái 110 theo xe là ok chuẩn. Còn anh em vô cổ alpha thì anh em phải canh nha. Nguyên nhân anh em phải canh là khi anh em vô cái cổ alpha, anh em phải gá cây bô lên. Cái thứ nhất gá lên để làm gì? Anh em gá cái đồ, cái chỗ bát bắt các chân sau á, làm sao cho nó vô, để anh em sơ ý. Nhưng mà anh em đem cổ bô ra, anh em thợ tiện là người ta tự biết làm hà, tại vì người ta có kinh nghiệm. Người ta gá cái thân bô lên trên cái gác chân trước, sau đó người ta mới gá cái cổ vô, rồi người ta mới đo khoảng cách, người ta mới hàng. Đó. Mà bây giờ anh em người ta hàng đẹp lắm anh em ơi, anh em thợ tiện người ta tay nghề cao, người ta hàng đẹp chứ lắm. Anh em nhìn sơ sơ là nói chung, nếu người ta làm kỹ nhìn muốn không biết, nói không biết thì nó hơi quá, nó chỉ muốn không biết thôi, nhìn kỹ thì biết đó. Một cây cổ bô quay thái 110 cắt ra từ bô mới gì đó anh em, cây 500 nha, chỉ có 4 cây thôi, anh em có xài thì hú đó. Còn phuộc sao em nói thật với anh em luôn á, cái này lúc trước á, năm ngoái anh em biết em bán hàng mới mạnh cỡ nào. KFL 851 Made in Thái Lan nha, chính hãng không ra Thái Lan. Có thể em bán mắc hơn, em có thể em bán mắc, nhưng mà em nói với anh em bán là bao đúng đồ cho anh em. Anh em khỏi suy nghĩ, đồ nào em báo đúng đồ đó. Đó anh em khỏi suy nghĩ. Nói thiệt với anh em á, cái này á, là do khách người ta đặt. Đó, khách quen người ta đặt. Chứ em bây giờ em làm biến bán mấy cái hàng này luôn. Anh em biết tại sao không? Tại vì bây giờ thị trường nó bể giá quá. Nó bể giá quá. Không có lãi, em bán không có lãi, đắt 2022 nè. Đó, đắt 2022 nè. Phục sau quay thái 110. Em không biết anh em bán nhiêu thì cái chuyện đó của anh em người ta em không quan tâm. Phục này em bán 1,350,000 một cặp. Đó, 1,350,000. Anh em có nhu cầu sử dụng thì liên hệ cho em. Chứ bây giờ bán không có lãi, làm biến làm quá anh em ơi, làm biến bán lắm. Không có thời gian rảnh đâu, ngồi gói hàng, tại em gói hàng kỹ lắm, mất thời gian công sức nữa. Rồi bỏ ra 1,000,000 mà lời có vài chục ngàn, nhiều khi ship code cho anh em mà mất công anh em không có ấy nữa. Lu bu nữa.
Hàng này mới 100 phục này chỉ có ti có 8 ly thôi, nói trước với anh em luôn cho nó dễ. Mày lên mày lấy tao cặp phục super cấp đi Hiếu. Còn anh em muốn xài phục 10 ly anh em đợi em xíu đi. Hiếu ơi. Anh em đợi em xíu đi, em lấy phục super cấp xuống em so sánh cái chiều dài cho anh em. Cái phục này là phục quay thái 110 nè, đúng chuẩn như theo xe luôn đó. Là cái chiều dài là chuẩn như theo xe đó, để em lấy phục super cấp xuống quay cho anh em coi. Thì trong thời gian chờ đợi thì em sẽ quay cái niền trước. Thì niền trùng mã, niền quay thái 110 trùng mã thì em có hai loại. Đó. Cái thứ nhất á là cặp niền này nè. Cặp niền này là nó đúng cái mã của quay thái 110 là mã KW7 á, là đúng mã quay thái. Là cặp niền này nó trùng hai mã, nó trùng ba mã nè, nó trùng mã GSW trước sau luôn nè. Đó không? GSW GSW. Niền .2.4 nha anh em, .2.4 là niền sau, .2.4 niền trước Siam Goshi. Thì cặp niền thắng đĩa, cặp niền này là cặp niền thắng đĩa. Cặp niền thắng đĩa này 750. Còn bộ câm thắng đĩa. Khui ra đi. Bộ câm thắng đĩa thì đúng câm thắng đĩa quay 110 lại bán đúng mã vậy nè. Còn cái chuyện mà em nói với anh em á, cái này là đúng nhà sản xuất Honda Thái Lan họ sản xuất. Còn em nói với anh em á, cái chuyện mà anh em hỏi em á là câm này gáp có hết chân găng không? Em nói theo xe gáp cũng không hết chân găng nữa, đừng hàng tồn gáp cũng không hết chân găng nữa. Chứ đừng có nói hàng mới. Chỉ có những anh em thợ bắt câm tay nghề cao người ta cân chỉnh cho anh em nó sẽ đỡ, chứ mà anh em đòi em bao 100 là em bao không được đó. Em nói thẳng với anh em là như vậy. Thì bộ câm đĩa bên em bán mã câm sau là KFM 900, mã câm trước là KAN 630, 390.000 đó nè. Phục đem ra nè, tí nữa em so sánh chiều dài cho anh em. Đây là cái niền đĩa nha. Còn anh em muốn xài thắng đùm thì anh em xài bên này thắng đùm quay 110 thái thắng đùm. Cái cặp này anh em vô được thằng quen anh em quen pha lên đĩa cũng được, hoặc là anh em vô thằng ZX cũng được đó. Quay thái 110 thắng đĩa đồ ha. Phu 1 niền lớn nha anh em, phu 1.4.6, còn này .2.4. anh em vô phu 1 nhìn chiếc xe nó chớt lắm, em nói thiệt đó. Còn anh em muốn xài niền thắng đùm trùng mã em có luôn. Đây niền thắng đùm trùng mã nè, BSS trùng mã ớt trước sau nè, thấy không? BSS nè, .2.4 nè, .4.4 nè, Siam Goshi nè. Niền này đúng mã của nó là niền rim thái GBG, nhưng mà nó xài chung cho quay thái 110 được. Thì một cặp niền rim thái trùng mã này xài chung cho quay thái 110 thắng đùm, quen pha nhỏ. Một cặp niền này giá 850 nha anh em. Niền này nói chung nó mắc hơn cặp niền thắng đĩa này 100.000. 850.000 một cặp. Câm á, câm thắng đùm nè, câm quay thái 110 thắng đùm, câm sau thì nó xài chung mã với bên đây nè, xài chung mã câm thắng đĩa. Còn câm trước này thì mã GN5. Thân câm nhỏ nha, còn thân câm thắng đĩa là thân câm to nha, đúng quay 110 là thân câm to nha anh em, lưu ý. Đó, ZX là thân câm nhỏ. Em tư vấn cho anh em nó rất là rõ. Bộ câm này 350, cặp niền đùm này 850. Bộ câm đĩa này 390, cặp niền đĩa này 750. Rồi. Bây giờ đây nè. Ở đây em có một cây phục quay thái 110 hàng Vin chính hãng không ra Thái Lan mới. Thì đa phục này thì ti nó chỉ có 8 ly. Ti 8 ly, anh em xem cái ti nó nhỏ chiếu chiều chiều nè. Anh em thấy không? Cái ti nhỏ chiếu chiều nè. Đó, ti 8 ly. Thì ti 8 ly nó thì cái phục sau này anh em hỏi em mới này đi ngon không, thì thật sự là mới gắn thì nó phải ngon rồi, hàng mới mà. Nhưng mà ở cái cảm giác mà anh em chở đồ nặng, ví dụ anh em chở đồ hơi nặng đi, hoặc là anh em chở người ngồi phía sau hơi nặng, thì nó sẽ có cảm giác sàn xe, kể cả theo xe luôn cũng vậy. Dù xe cọp cỡ nào cũng vậy, cái đó là cái đặc trưng của dòng quay thái 110, đặc trưng của dòng phục quay thái 110. Còn những anh em nào muốn xài phục ti 10 ly mà phục vẫn là phục Vin thì anh em liên hệ cho em. Đây. Đây là cặp phục Super Cup 110 FI, hàng này em bán nhiều không cần giới thiệu nhiều về nó ha, chỉ giới thiệu sơ thôi. Đó, phục này á, cái chiều dài nè, em cho anh em coi nè. Cái phục quay thái 110 này á, thì hành trình phục nó em thấy là từ cái ly tâm nha, mình đo từ cái tâm phục nha. Có nghĩa là từ tâm này nè, hai lỗ tâm này nè. Đây, anh em hỏi em nè, Argo có lớn nhỏ gì không? Đây. Anh em thấy như vậy nha anh em, chứ nó một cỡ một nha anh em, cái lỗ tâm nó một cỡ một và chứ không có lớn nhỏ nha. Anh em vô quay thái là y pin luôn nè. Anh em thấy như vậy nha, tại vì cái kích cỡ này bản bự với bản nhỏ đó. Kích cỡ là y pin đó. Thì cái hành trình phục của nó anh em thấy rõ ràng rồi đó. Mình đo là mình đo từ lỗ tâm, chứ anh em đừng có nhìn thấy cái này nó hơi cao chút là không phải. Hơi cao là do người ta thiết kế cái đầu này nó to nè. Người ta thiết kế cái đầu này nó to thì nhìn hơi cao, nhưng mà mình đo là đo từ cái lỗ tâm này nè. Là nó 3 tấc 4, nó bằng với phục quay thái.
Đó, ok nha. Sẵn em làm clip cho anh em luôn, chứng tỏ là phuộc này á, cái chiều dài của thằng quay thái 110 này bằng với thằng full 1 luôn nè. Là chứng tỏ thằng này bằng với thằng full 1 nè. Thằng Super Cup 110 FI này nó bằng với full 1 nè. Và cũng chứng tỏ là gắn quen pha nhỏ đẹp nè. Em đã gắn rồi, em thực hành em mới dám nói với anh em. Gắn full 1, gắn quay thái 110, gắn full neo, full 2, quay RS vẫn đẹp luôn. Quay S vẫn đẹp. Nói chung ba tấc tư này nó rất là thông dụng nha anh em. Hầu như là nó xài em cái dòng xe phổ thông. Anh em gắn cúp vẫn đẹp, em cam đoan với anh em. Gắn ghim vẫn đẹp, khách em đã gắn rồi. Anh em cần hình ảnh em cho anh em hình ảnh. Thì phuộc Super Cup này á, cái lợi hại của nó một cái á, là phuộc thái, cũng là phuộc thái, dòng phuộc thái. Phuộc này anh em khỏi kiếm, thị trường Việt Nam không có đâu. Em sắp về được thêm 40 nữa đó. Chắc ngày mai em về được thêm 40 cặp phuộc cúp nữa. Đó. Thì một cặp phuộc Super Cup 110 FI này, nhưng mà anh em biết được cái gì không? Cái ti phuộc của 110 này ti nó 8 ly nè. Còn ti phuộc Super Cup này ti nó 10 ly. Ti nó 10 ly anh em, ti 10 ly. Đây. Ti nó 10 ly. Ti nó 10 ly. Đó, thấy không? Ti nó 10 ly, nó to hơn thằng này. Đó, anh em chạy nó đỡ sàn hơn, nó to hơn chút xíu nha. Nói chung 8 với 10 nó chênh lệch chút xíu thôi nha anh em, nhưng mà nó rất là hay nha. Anh em chạy là cứng cáp, không có sàn. Đó, thì anh em xài cái nào xài, anh em nào xài chuẩn zin thì ở đây em có bán 1.350.000 chiếc quay thái 110. Còn anh em nào đi mấy cái dòng xe khác nhưng mà xài muốn xài phục ti 10 ly vẫn đẹp, vẫn ngon. Super Cup 110 FI giá rất tốt, 900.000 một cặp, chuyển khoản đủ bao ship. Ship code anh em tự lo phí. Rồi, chào anh em.